Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn hai dòng xe, đó là Vinner V3 rồi Exciter 155 ha. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có ông Luyến sẽ hỗ trợ giới thiệu ha. Mời Luyến ạ. Hello cả nhà ha. Thì tiếp tục lại một đầu tháng 9 rồi. Hiện tại thì trong tháng 9 này đang có chiêu khách hàng ha. Khi mua xe có liên hệ trước bằng điện thoại hoặc là Zalo của em Luyến là được hỗ trợ ngay 5 triệu đồng ha. Bao gồm là 2 triệu đồng tiền xe và một combo quà tặng trị giá 3 triệu ha. Áp dụng khi mua xe có liên hệ trước bằng số điện thoại hoặc là Zalo của em Luyến là 0905299164 nha. Thì em review cho cả nhà về giá xe mới nhất của dòng xe Vinner ha. Đi từ bên kia cho cả nhà coi về màu sắc trước này. Hôm nay rất là nhiều màu đẹp luôn. Đây đầu tiên là một em xe màu vàng ha. Em này là xe màu vàng được sơn lên với tem special edition và mâm màu vàng luôn ha. Tiếp tới là một em xe màu xanh và phần mâm cũng là mâm sơn ha. Mâm này mâm sơn màu bạc ha. Tiếp tục màu đỏ candy, đỏ đen. Đi mâm màu vàng ha. Rồi. Con này là xanh lục bảo. Tiếp tới là một màu xe nữa ha. Đây là em xe màu xanh xi măng, tem màu đỏ này rất là đẹp luôn. Mẫu này thì hiện tại đang có chương trình chiên khách hàng ha. Thì bên màu zin thì bên Luyến đủ màu cho cả nhà cùng lựa chọn ha. Xanh, đỏ, đen, màu đỏ này, màu bóng này, rồi đỏ HRC này, màu đỏ nhám, màu đen nhám này, bạc, rồi màu trắng bóng, đen bóng, và tất cả các màu zin của bên bản Vinner ha. Hiện tại thì một em xe đối với bản CBS thì bên Luyến đang hỗ trợ khách hàng với mức giá là 33.900, còn ABS thì đang có mức giá là 36.900. Liên hệ trước cho Luyến được giảm giá ngay 2 triệu đồng xe lại ha. Áp dụng duy nhất trong tháng 9 tháng 10 này ha. Đó, rất là nhiều màu sắc đẹp luôn. Ok. Trả rồi. Trước 5 triệu lên xe ha. 5 triệu là nhận xe. Tiếp tục thì tại vì ở trên này mình quay những cái màu này mình thấy anh chị bạn hỏi rất là nhiều luôn, thì cứ muốn cái màu nào cũng được thì cứ nhắn tin qua Zalo cho Liếng ha, Liếng hỗ trợ. Rồi bên cạnh đó thì một số dòng xe Exciter 155 này. 155. Em quay cho cả nhà coi màu trước ha. Thì hiện tại thì báo giá cũng như là bật mí giá cho cả nhà thôi, còn về kỹ hơn về những em xe Ed và phiên bản như thế nào thì Luyến sẽ quay riêng về một clip tiếp theo ha. Ed hiện tại bên Luyến đang hỗ trợ khách hàng với mức giá là 41.900 một em ha. Một em xe như này mà hỗ trợ trả trước có 5 triệu đồng thôi, giá xe chỉ có 41 triệu thôi. Okay. Còn trần trừ là Vinner cũng trả trước là tầm 5 triệu, Ed cũng 5 triệu. Các công dân trên 18 tuổi là bao đậu rồi nha. Dễ okay. Mà nhà ơi, 15 phút bao đậu rồi. Ngoài ra thì bên này vẫn có chương trình hỗ trợ ship xe toàn quốc, khi mà anh chị và bạn có liên hệ trước với Luyến ha, để mà được tư vấn hỗ trợ cái ship xe đó ha. Rồi chắc là mình sẽ kết thúc clip và mình báo nhanh anh chị em nào mua dòng nào thì bất kỳ một cái mẫu xe nào ngoài xe zin cho tới màu độ là có hết ha. Rồi cảm ơn chị Hoàng đã xem clip ha. Xin chào ạ.